À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với top chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 1 tháng 10 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 4 tháng 10 năm 2021. À, trước khi đi vào cái nội dung chi tiết cũng rất mong anh chị dành một chút thời gian để like video và share video để đến những người quan tâm. Thì đi vào cái nhận định của thị trường ngày hôm nay thì các anh chị có thể thấy là trên thị, điểm số thị trường như sau. Đối với các cái chỉ số index thì là VN Index thì hôm nay là một phiên giảm điểm 0,5% khối lượng ở mức trung bình anh chị nhé chúng ta có thể hiểu VN Index hôm nay là một phiên test bản chất cái phiên này này nó là một phiên test lại của phiên này và trên phiên này này thì cái phiên 1 tháng 10 này thì đã, đã test thủng cái phiên này rồi anh chị nhé test thủng phiên này rồi tuy nhiên là vẫn trên cái phiên này về bản chất ở đây chúng ta vẫn nhìn thấy nó có một nếu ở đây cái chị thấy đây là một cái ngày đáy gần nhất đúng không ạ thì đây nó vẫn hình thành một cái tiểu xu hướng một cái tiểu xu hướng đi lên đấy là về mặt nhìn vào cái xu hướng trong trong cái đoạn này này và ngắn hạn Tuy nhiên nếu các anh chị nhìn sắp khắp cái đoạn này này khúc này này thì chúng ta vẫn nhận định nhé là thị trường trong một cái xu hướng sideways chị nhé thị trường trong một cái xu hướng sideways và thị trường ở đây thì là trong xu hướng sideways và khi mà thị trường sideways á thì nó sẽ có những hoạt động rũ bỏ và khi rũ bỏ thì chúng ta chấp nhận là VN Index và VN30 có thể thủng cái đường trung bình MA20 anh chị nhé chúng ta chấp nhận cái việc đấy đây là đối với Index Đối với 30 thì cũng là một phiên giảm 0,8% khối lượng có sự gia tăng nhé. Khối lượng tương đối đấy. Thì đã test thủng phiên này rồi. Tuy nhiên chưa thủng phiên này. Chưa thủng cái phiên này. Thì phiên này vẫn là một cái đáy ngắn hạn gần nhất. Trong vòng khoảng 2 đến 3 tuần đúng không ạ? Thì về cái hình thành cái tiểu xu hướng này thì nó vẫn là một cái xu hướng sideways đi lên nhẹ. Như vậy nhé. Và cũng nó cũng khớp với cái nhận định của chúng ta. Thị trường giai đoạn này vẫn tiếp tục có những hoạt động rũ bỏ. Đối với những cái nhà đầu tư cá nhân hoặc là ở tại một số cổ phiếu. Còn về cái nhận định của VN30 thì nó cũng tương tự như VN Index, nó là trong cái xu hướng sideways. Thì chỉ sideways. VN Index và VN30 dưới MA20 thì chúng ta ưu tiên cần ưu tiên quản trị danh mục. Nếu mà chẳng may cái chị có năng nắm giữ cái cổ phiếu nào mà nó rút bỏ. Rút bỏ ở đây được hiểu là gì? Nó vi phạm các nguyên tắc bán của chúng ta, đúng không ạ? Thì chị cần phải để cho nó rút bỏ chúng ta ra, đúng không ạ? Cái việc mà chúng ta cương chống lại cổ phiếu đó hay chống lại thị trường thì chính là cái việc mà chúng ta đang, đang 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 chống lại thị trường thì nó rất là nguy hiểm do vậy nguyên tắc của mình là nếu chúng ta bị rút bỏ bằng các cái mốc ví dụ như là ma 10 hoặc ma 20 hoặc là cái cái nền giá thì chúng ta hãy để cho nó rút bỏ chúng ta ra đúng không ạ à, ngoài ra thì khi mà thị trường rút bỏ như thế này thì mình thấy là các cái các cái hoạt động giao dịch á chúng ta vẫn có thể giao dịch được nhé tất nhiên nó giữ ở mức thăm dò thôi nếu các cổ phiếu các anh chị tốt các anh chị cũng có thể nắm giữ cổ phiếu không vấn đề gì cả và vẫn có thể tiếp tục giải ngân thăm dò cổ phiếu nhé thì ở đây mình cũng chia sẻ là ưu tiên các cái cổ phiếu kiệt khối lượng khi mà thị trường chung test giúp bỏ thì những cái cổ phiếu kiệt khối lượng thì gần như nó nó sẽ là an toàn bởi vì các anh chị thấy là khi mà thị trường mà chẳng may mà tiếp tục rũ tiếp thì là những cái cổ phiếu mà kiệt khối lượng của chúng ta là đa phần nó giúp bỏ rồi nó rũ bỏ rồi và nó hết các cái lực uh, cung bán ra cho vậy nó khá là an toàn anh chị nhé thì về cái chiến lược của chúng ta giai đoạn hiện nay thì vẫn là quản trị danh mục nắm giữ các cổ phiếu an toàn đúng không ạ và nếu thăm dò thì tiếp tục thăm dò thăm dò đây các chị phải hiểu là như thế nào thăm dò không phải là chúng ta tung tiền là chúng ta mua rất là nhiều đâu một cổ phiếu thông thường chúng ta sẽ mua có thể từ 3 đến 4 lần thì các chị thăm dò khoảng 30 phần trăm hoặc 25 phần trăm đối với cái phần tiền mà các chị định mua cho một cổ phiếu nhất thì đó là những cái đánh giá nhận định về thị trường đối với danh sách các cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên thì các anh chị thấy là đây à, mặc dù là cái phiên vẫn có những cái sự rũ bỏ và test như vậy tuy nhiên là vẫn có khá nhiều các cổ phiếu bùng nổ anh chị nhé có khá nhiều các cổ phiếu bùng nổ và đây là một số cái cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ trong phiên à, ví dụ như MSH, CRC, GSB, DPR và TNA các anh chị cũng lưu đến những cái cổ phiếu này thì vẫn phải mình sẽ hạn chế mua những cổ phiếu slim nhé mình sẽ hạn chế mình sẽ không ưu tiên mình ưu tiên hơn các cổ phiếu kết vô này, này thì tuy nhiên là nếu anh chị mà đã mua sẵn những cổ phiếu này rồi hoặc nắm giữ các cổ phiếu này rồi thì nó rất là ok đúng không ạ nó rất là ok các anh chị mua cổ phiếu kiệt vôn mà sau đấy nó trở thành cổ phiếu slim thì đấy là một cái điều may mắn nhất rồi đúng không ạ rất là tuyệt vời chứng tỏ là cổ phiếu có cái dòng tiền vào mà nó sẽ chạy được đúng không ạ và anh chị mua được ở những cái giá tốt thì đương nhiên là có tuyệt vời rồi đúng không thì các anh chị lưu ý các cái mốc về cắt lỗ về mốc thanh lý cổ phiếu nhé <laughs> một số cổ phiếu mà mà Kiệt Vôn có khả năng tăng giá ở T cộng 3 và cho lợi nhuận thì các anh chị có thể thấy ví dụ như một số cổ phiếu về thép này, TLH này, VGS này, xây dựng FCN này, MIC này, GVR và VNR nhé anh chị nhé, cũng tuân theo các nguyên tắc. Thì giải thích các anh chị một chút về cái cái số lượng cổ phiếu tốt hiện nay để nó bổ trợ cho cái nhận định về thị trường của chúng ta này. Lúc nãy cũng chia sẻ với các anh chị ạ. À, thì số lượng cổ phiếu tốt của chúng ta đang duy trì ở mức là 230 cổ phiếu anh chị nhé, nó đang hôm phiên ngày hôm trước á, thì nó đã vượt lên cái đường trung bình này, tuy nhiên phiên ngày 1 tháng 10 nó lại giảm một chút xíu như này thì cũng không ảnh hưởng gì chúng ta chỉ cần quan sát thôi bởi vì khi nó rũ như thế thì nó viết giảm bỏ nó rút bỏ một số cổ phiếu cũng là chuyện bình thường có thể hiểu được anh chị nhé cũng không vấn đề gì quá đâu đây là các cái ngành tốt này các ngành tốt để các anh chị cần theo dõi cái mốc là mình đã chuyển qua là ngày 27 tháng 10 rồi đấy mình chuyển ngày 27 tháng 10 tại sao là ngày 27 tháng 10 vì anh chị thấy đã nghe vậy ngày tháng 10 này nó là cái ngày nó là cái ngày đáy gần nhất đúng không? đây có rất nhiều ví dụ đây là một ngày đáy đây là một ngày đáy nhưng chúng ta chọn cái ngày đáy gần nhất là 27 tháng 10 để làm sao chúng ta nhận định xem các cái xu hướng của các cổ phiếu trong các cái phiên gần đây này cổ phiếu nào có xu hướng mạnh dòng nào có cái xu hướng trỗi dậy đúng không? thì đấy là cái quan trọng còn nếu các anh chị mà tính rs hay tính sức mạnh mà tính từ cách đó vài tháng hoặc một vài một vài tuần hoặc là cả năm thì nó sẽ khó chính xác đúng không bởi vì hiện nay xét trên dài hạn thì nó đúng nhưng mà xét trên ngắn hạn thì nó dòng tiền nó đâu có chọn nó đâu đúng không cho nên chúng ta chọn những cái mốc gần thì sẽ có lợi thế hơn là các cái mốc xa đấy thì thấy có việc hóa chất này đấy, khí đốt này gas kiếp cng thứ đúng không ạ khai khoáng này dầu khí này đấy, vật liệu xây dựng này thực phẩm này bảo hiểm này bán lẻ này cao su này thủy sản vận tải biển điện này máy công nghiệp này xây dựng là những cái dòng đang khá là mạnh hơn thị trường chung bao gồm cả bất động sản nữa vẫn dịch vụ tài chính là cái 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 thì mấy cái cổ phiếu mà 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 ví dụ bcg các thứ đấy đúng không ạ banh thì vẫn đang yếu hơn Điều chung y tế là yếu hơn nhé chứng khoán này yếu hơn một chút nhé rất nhiều cổ phiếu chứng khoán thì đang ở cái vùng gọi là cái vùng hỗ trợ đang ở vùng hỗ trợ và rất là kiệt vô ở đây thì các anh chị có thể xem danh sách ở đây này cái danh sách này thì nó chính là các cái mà mình xuất ra từ 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 ami broker ở đây thôi anh chị nhé thì mình sẽ lướt qua với các anh chị giả soát với các anh chị một lượt các cái cổ phiếu thì mình sẽ đi từ những cổ phiếu tốt nhất anh chị nhé cố gắng sẽ đi từ những cổ phiếu tốt nhất đến những cái cổ phiếu ít tốt hơn thì các anh chị nắm giữ các cái cổ phiếu này thì các anh chị sẽ yên tâm còn nếu anh chị nắm giữ mà các anh chị không thấy mình review đến các cái cổ phiếu đó thì anh chị có thể comment vào phần phía dưới của video mình sẽ giải đáp đúng không ạ hoặc là anh chị sẽ phải thận trọng hơn mình sẽ đi từ những cổ phiếu tốt nhất anh chị nhé để là các cổ phiếu tốt nhất này mình sẽ mình sẽ sót theo nhóm mạnh nhất này xong đến là ổn này đúng không ạ xong đến những cái nhóm yếu hơn anh chị nhé thì việc cổ phiếu tốt nhất hiện nay ví dụ như là DCM này đấy sau khi rút bỏ đúng không ạ nó có mấy phiên mua lại rất là mạnh luôn đúng không ạ sắp tiếp theo đến CNG nhé rất là ok mạnh nhé những cổ phiếu như này thì chúng ta nắm giữ thôi BCC cũng thế nhé. BCC này các anh chị xem những cái nhận định gần đây đúng không chúng ta đã phát hiện ra cổ phiếu này từ những cái phiên mà nó kiệt vôn chúng ta phát hiện ra từ những phiên này rồi đúng không ạ sau nó lại mua bùng nổ đúng không ạ các anh chị có thể xem lại các cái nhận định đó đều có hết tiếp vào đến DPM này đấy hai cổ phiếu hóa chất chuyên dụng rất là mạnh đúng không ạ à, AAV này đấy nắm giữ nhá những cổ phiếu như này là những viên kim cương ạ EVG nhá anh chị nhé. dòng tiền vào này đúng không khối lượng gia tăng này rất là tốt HT1 nhé HT1 cũng rất là tốt nha anh chị nhé Đây là những cái điểm mua bùng nổ này sau đấy nó tiết uh, tích lũy thêm này đúng không xong một điểm rút bỏ này kiệt vô này chúng ta phát hiện cổ phiếu này từ những cái điểm này rồi cơ anh chị có thể xem lại nhé chúng ta phát hiện ra ở điểm này chúng ta phát hiện ra điểm này đúng không chúng ta có thể giải ngân thăm dò lần một ở đây lần hai ở đây xong mà đang vẫn chạy đấy, PC1 nhé PC1 thì vẫn ok nhé ADS ok nhé mạnh nhé Đây là những cổ phiếu mạnh nhất rồi MSH nhé C47 C47 thì đây là những cái điểm mà điểm mua vượt nền sau đấy nó sẽ có những cái sự tích lũy nhẹ lại thì vẫn là ok nhé anh chị nhé NBB này thì yếu hơn một chút trong nó là cái cổ phiếu mạnh cuối cùng của cái nhóm mạnh nhất đấy đúng không ạ đây chỉ thấy dòng tiền vẫn đang vào rút chân lên khá là tốt nhá. cổ phiếu này thì chưa vượt nền đó những cổ phiếu khác ở đây thì tốt anh chị có thể thấy là như QNC trong nền nhá, trong nền vôn thì chưa kiệt lắm nhưng mà nó đang ở trên MA10 và trên MA20 đó tiếp này PSD nhé PSD là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ hôm trước đúng không ạ tiếp tục dòng tiền vào này tiếp đến BTS đúng không ạ những cổ phiếu như này rất là tốt anh chị nắm giữ nhé Đấy, APS, APS này cho điểm mua bùng nổ đây này đúng không ạ trong danh sách này có này APS APS à, không chỉ có trong cái sách này bởi vì khối lượng nó vẫn hơi hơi thấp một chút, khối lượng như thế này đẹp hơn, đúng không ạ? Chị nhìn khối lượng như thế này, đẹp, khối lượng như thế này là hơi yếu, nhưng mà nó nếu mà anh chị nắm giữ những cổ phiếu như thế này cũng rất là ok nhé. CT nhé, CT này ok nhé. À, nhưng mà cái này này, cái phiên này này, nếu nó đóng ở phía trên thì nó sẽ đẹp hơn. Các chị hiểu tại sao không ạ? Ví dụ như thế này thì có thể, tất nhiên khối lượng như thế này thì nó cũng là bình thường bởi vì nó khi mà nó lên á, là nó lại có một cái lực cung nó tràn ra nó lực cung nó tràn ra thì cái này nó sẽ giống một cái kiểu hình của một cái áp đúng không ạ nó giống một kiểu hình áp nhưng mà khối lượng nó thấp thì không vấn đề gì cả đúng không ạ nếu nó tràn nhiều ra cái, cái cái nguồn bán ra cơ nó tràn nhiều với nguồn bán ra thì nó sẽ rủi cho hơn tuy nhiên như thế này thì vẫn ok nhé đấy tc 6 này ui anh chị nhớ tc 6 dòng khai thác than này đúng không ạ cái thì sẽ, chạy đây là một nghiệp chạy một này đúng không đây là rũ này để rút cái rút chân lên này đóng ở phía trên luôn này đúng không ạ sau nó tiếp tục nó chạy được nhé anh chị nhé hôm trước có chia sẻ với các anh chị trong cái buổi nhận định nhé mình cũng bảo là cái dòng than này này khi mà nó có một cái nhịp rũ mà rũ rũ xong rồi mà nó lại lên thì nó lại trở lại chạy tiếp đúng không ạ bởi vì sao bởi vì chứng tỏ là các anh chị thấy là có những cái nhà đầu tư lớn ở phía này này họ vẫn chưa ra họ vẫn chưa ra nhé đây chỉ là chốt lời của những cái nhà đầu tư ngắn hạn hơn thôi đúng không ạ và khi những nhà đầu tư ngắn hạn họ bán ra họ chốt lời xong thì đương nhiên là những nhà đầu tư lớn thực sự nếu còn là họ vẫn chưa ra thì nó sẽ vẫn lên tiếp anh chị nhé nó sẽ vẫn có thể chạy được vài nhịp vài nền đó là lý do tại sao hôm trước có chia sẻ về cái dòng này nhưng mà những cái dòng này chúng ta phải thận trọng bởi vì nó mang tính đầu cơ khá là cao cho nên anh chị mà kỳ vọng lợi nhuận thì cũng phải 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 xác định là có những cái rủi ro nó lớn hơn các cổ phiếu khác ở BFC này ok nhé xong một nhịp rũ này đúng không? anh nhìn thấy rũ này rũ nó không rũ được nữa đúng không thì nó lại kéo lên ấy gas này chúng ta gas này chúng ta cũng phát hiện ra rồi có phát hiện ra anh chị nhé các chị xem lại cái hiện định thị trường ngày 28 tháng 9 này nó là thuộc nhóm cổ phiếu bùng nổ vượt nền đấy có nhé PVC nhé chị nhé PVC thì nó đang ở cái vùng kháng cự cũ nhé như này thì có thể nó sẽ cần tích lũy thêm một chút nhưng mà về cơ bản nó cũng khá là an toàn đó VLC nhé VLC đây một nhịp rũ này kéo lên này cái này thì nó vẫn trong nền khối lượng nó kiệt thêm một chút nữa thì sẽ ok hơn nhưng mà hiện nay nó đang trên cả MA10 và trên cả MA20 chị nhé Last này, này đây là cái điểm bùng nổ này khối lượng thì chưa phải lớn lắm nhưng mà hơi tiếc một chút xíu nếu mà nó đóng ở phía trên này thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều thì nó đã nhảy vào cái danh sách mà mình chia sẻ với các chị trong này rồi hơi tiếc một chút nó chưa vào trong danh sách này đúng không ạ nhưng mà như thế này thì cũng rất là an toàn nên chị nhé nếu anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu này mua những cái điểm sớm này thì cũng rất là an toàn nhé mua những cái điểm như này này đây là điểm test này đúng không ạ đây là một test cung ba nhé anh chị nhé thì rất là an toàn đấy pvd thế thấy nhá pvd thì nó đang ở cái vùng kháng cự cũ tuy nhiên dòng tiền vào khá là mạnh thì như vậy thì nó cũng là những cái đây chị nhìn này đúng không đây là những cái vùng kháng cự cũ ấy chị nhé chứ mà nó cũng khá là an toàn như này có thể nó sẽ tích lũy thêm một chút ở đây xong nó sẽ đi xa hơn anh chị ạ tiếp đến THT này là cổ phiếu than nhé cổ phiếu than thì tương tự như hai cổ phiếu trên thôi để chạy được một nhịp một đúng không xong nó tích lũy thêm và bắt đầu chạy nhịp hai IDG này đúng không IDG này thì các anh chị thấy đây là một cái nền này và nó chạy thì các anh chị vẫn đang nắm giữ thôi đúng không các anh chị à, mà nắm giữ ở đây thì nó cho các anh chị lợi nhuận khoảng gần 50 rồi đúng không ạ Điều trên mà 10 hết nhé HPI nhé HPI các anh chị thấy đây là một cái nền này đây là một nhịp chạy này đây là một nền này đúng không ạ thì vẫn chạy vẫn chạy đẹp thôi các chị nắm giữ nhé các chị không cần quan tâm đến ít hay nhiều khối lượng ở đây đâu bởi vì nếu nhà đầu tư lớn người ta vẫn giữ thì là người ta vẫn nắm ở cổ phiếu này đúng không ạ cho nên lực cung với lực cầu không cần phải quá nhiều ở phần này quá nhiều chứ chắc đã là tốt quá nhiều chứng tỏ vẫn còn rất nhiều người bán ra đúng không ạ CLC nhé, CLC thì nếu mà xét đây nó là một dạng cũng là một đầu cơ một chút xíu anh chị nhé. Có trong cái danh sách đây này, này, có trong danh sách này thì cũng mạnh dạn cho nó vào đây thêm thôi. chứ nếu các chị so với cái đỉnh giá một năm của nó là nó chưa đạt đâu. đỉnh giá một năm của nó là 57. nhưng mà mình thấy đây nó là một có một cái xu hướng gần đây này rất là mạnh. được 51% rồi nhé. khi được 51% đây nó tiếp tục một cái nhịp sideways ở đây tích lũy ở đây, thì mình thấy là nó sẽ có cơ hội tiếp chạy được khoảng 20-25% nữa. cho nên chia sẻ ở đây chị nhé. như kỳ thực là nó chưa vượt vượt đỉnh giá của một năm đâu. GSP nhé GSP thì cũng có thể coi là một cái điểm bùng nổ vượt nền mặc dù là nó chưa vượt được cái mức của ngày 21 tháng 9 là cái mức 17 nhưng mà nó cũng là phù hợp như chị nhé bởi vì nó cũng là trần rồi nó cái trần rồi đúng không ạ nó cái trần rồi 7 phần trăm rồi đúng không ạ thì nó có cũng có thể coi là một cái điểm mua nhé đây là có cái sách này GSP này một số cổ phiếu khác như IPA lại chạy cũng ok nhé các anh chị thấy từ khi nó vùng nổ vật nền này nó đều trên mà 10 hết mà đúng không ạ đâu phải suy nghĩ gì đâu đấy TLH nhé TLH thì đây là một nhịp chạy này khối lượng tăng cao này xong tích lũy này khối lượng có sự giảm này đúng không ạ đây là cái phiên test này phiên qua là test này hôm nay tiếp tục test cung ba nhé Rút xuống được kéo lên nhé đúng không ạ rất là ổn anh chị nhé thì cổ phiếu này ok nhé thậm chí là các chị có thể mua được đấy nó nằm trong danh sách ở dưới này này TLH này này đúng không ạ PVS nhé ok nhé nắm giữ ok nhé Phú Tài thế nhé đây là một cái điểm mua bùng nổ đợt trước nói thật vì chia sẻ với chị là mình có mua hai cổ phiếu là PTB này này và IDG IDG thì hôm trước có chút 30 phần trăm rồi còn PTB này thì vẫn giữ đấy, VSC này thì là trong nền nhé trong nền nhưng mà khối lượng cũng khá là kiệt nhé anh chị nhé thì hi vọng nó sẽ tiếp nhé các chị nắm giữ thì ok đấy Đấy, BSR nhé Có một bạn hỏi BSR BSR thì nó đang có một cái vùng kháng cự trước ở mức 21 này này Tuy nhiên là anh chỉ thấy dòng tiền nó đang vào này Đúng không? khối lượng nó gia tăng này Đúng không ạ? Thì có thể nó sẽ mất thời gian nó tích lũy thêm một chút ở trước hai 21 này này Có thể nhé Hoặc là nếu nó mạnh nó có thể chạy được Nếu cả cái dòng dầu khí nó chạy Liên quan đến dầu khí nó chạy thì có thể nó sẽ có chạy được tiếp đến PNG nhé PNG thì có một cái vùng dày kháng cự cũ ở đây mặc dù đây nó cũng là hồi phục khá tốt anh chị nhé khối lượng nó rất là kiệt này đúng không khối lượng kiệt này mua bùng nổ này đúng không thì mình nghĩ là nó có thể nó sẽ tiếp lũy thêm ở chỗ này chị ấy có thể nhé Đấy, HTC này thì ok thôi các chị thấy đây để mua bùng nổ này nhé vẫn trên mà 10 đó cứ nắm giữ thôi không phải nghĩ nhiều đúng không ạ Đồ thì nó hơi 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 lỏng một chút chỗ này giống như cái cổ phiếu PTB nhưng mà nó cũng vẫn đẹp anh chị nhé chả vấn đề gì ci nhé thì là cổ phiếu kênh dưới hồi phục nhé thì có dòng tiền vào nhưng mà không nên ưu tiên ở frt này để mua bùng nổ này đúng không kéo lên thôi thì dòng thiếu lực cửa vào thiếu 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 dòng tiền vào thôi nhưng mà vẫn chưa vấn đề gì anh chị nắm giữ được vẫn ok lsd nhé lsd thì vẫn trong nền lsd trong nền trên mà 10 trên mà 20 nhé nó test như này cũng là ổn nhé chị nhé cũng ok đấy nhé nắm giữ nhé đấy, DPR điểm mua bùng nổ này đúng không ạ đây trong nền này, này đây test này đây test này kiệt khối lượng này nhỉ kiệt khối lượng đúng không ạ bùng nổ này nhé lên được đấy. Pou này nhé bâu này thì nó vẫn là cổ phiếu hồi phục nhé chị nhé cái nó có rất nhiều cái mức kháng cự ở trên này đấy mức kháng cự ở vùng 13 này vùng 13,5 này những cổ phiếu này thì không nên ưu tiên lắm BMI BMI thì ok nhé các chị để mua vùng nổ đây này xong rồi chạy 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 này trên 30 đúng không cứ nắm giữ thôi chẳng vấn đề gì PVB PVB dòng tiền vào nhé các chị thấy nó dứt lên này đúng không như nó có mức kháng cự ở mức 17 này, này. 16 chỗ 57 này, này nhé thì uh, chúng ta uh, cổ phiếu này thì có thể nó sẽ tích lũy thêm ở phía trên này IDC này thì uh, đúng không từ đây mua thì nó vẫn chạy thôi anh chị nhé vẫn nằm giữ thôi khối lượng kiệt ở đây thì cũng uh, chưa vấn đề gì nhé cũng chưa vấn đề gì đâu DGC đúng không? DGC đây mình nhịp chạy này chạy nước rút rất là mạnh này đúng không ạ sau có một số phiên bán ra này để test lại này đúng không phiên này test phiên này test thủ phiên này sau khi này test cùng ba lại lên được nhé vẫn lên bình thường anh chị nhé cổ phiếu này rất là mạnh ghiu này nhé ghiu này, này nhé thì đây là một cái cái trên trước nó chạy được 55% nhé anh chị nhìn lên sau đó có cái sự rút bỏ này một số nhà đầu tư chốt lời này sau đây là một phiên test cung 3 nhé đúng không ạ sau đó kiệt vô này nó cân bằng này cái chị thấy phiên này cái chị xem lại cái cái, cái nhận định của hôm trước của mình cũng có nói về cổ phiếu này đấy yêu này có có nói cái kêu này thuộc cái danh sách cổ phiếu kiệt vô đúng không ạ đấy tasco này hút này thì vẫn lên nhé vẫn đi lên bình thường kệ nó thôi GW vẫn lên bình thường nhé, đây điểm mua bùng nổ này Lên bình thường TNA nhé, TNA là điểm mua bùng nổ đấy nhé, điểm mua bùng nổ trong phiên Điểm mua bùng nổ của ngày 1 tháng 10 luôn đấy Như này nhé, cổ phiếu DGT này nhé, thì các anh chị thấy từ cái nền này nó vẫn chạy nhé, nó vẫn chạy cái Chúng ta không cần phải vét thêm một cái nền ở đây đâu, vì chỗ này nó vẫn chạy đều PVP này thì trong nền nhé chị nhé, PVP nó là của trong nền nó là cổ phiếu trong nền đấy. Đây là các cái phiên test này. Đây phiên này khối lượng làm gì có đâu đúng không ạ? Bán ra không có khối lượng này. Test lại phiên này này, thành công đúng không ạ? Phiên này tiếp tục có test công ba thành công rồi, như này thì cổ phiếu này vẫn lên, tiếp tục này. Vùng 1 tháng 10 giúp bỏ xuống này hết lực này, kéo lên này. Đúng không ạ? Ok nhé Oi này nhá, oi này oi này thì có vùng kháng cự ở mức 15 nhé thì chúng ta nên chờ thêm NKG. NKG này thì trong nền nhé trong nền nhé khối ừ, lượng chỗ này cũng có cái sự bán ra này rút chân lên này rút chân lên này nhưng chị như thế này thì nó vẫn ok nhé sao nhiều thế nhỉ đây sao hết ngân hàng thì có mỗi tiên phong banh đúng không chia sẻ với chị là tiên phong banh này chính là leader của nhóm ngân hàng đây là cái điểm mua bùng nổ của nó này sau khi nó mua sau khi nó mua bùng nổ thì các anh chị thấy là nó có có một số phiên dao động hẹp một chút xíu xong nó lại vẫn lên bình thường nhé nó leader của nhóm banh đấy hy vọng là cổ phiếu này chạy xong rồi một số cổ phiếu bay khác sẽ chạy đúng không ạ FMC ok nhé chị nhé nó đang đi lên thôi hôm trước để mua bùng nổ này hôm qua chia sẻ với anh chị điểm mua kiệt vô này đúng không thì mua kiệt vô này chính là cái điểm mua test lại của cổ phiếu vượt nền nhé này nằm giữ thôi DPG này ok nhé cứ đi lên thôi cứ đi lên thôi đấy. Rì này thì đây là một phiên rũ này anh chị nhé, này phiên rũ này sau nó mua lại thì chứng tỏ khi nó rũ xong nó mua lại thì gọi thì điều gì xảy ra cái chị thấy đây chính là một cái check out khi check out thì nó sẽ là tốt nhé rất nhiều nhà đầu tư theo cái phân tích kỹ thuật truyền thống đã bị rũ bỏ ở đây đã bị cho nốc ao ở đây đúng không ạ khi nốc ao ở đây hết thì chứng tỏ là những nhà đầu tư cá nhân là bị loại cơ bản hết rồi các chị thấy những cái phiên này mặc dù nó đều bán ra và rút chân lên đúng không ạ thì cổ phiếu ri này nó lại là ok nhé cũng là ok đấy đấy SGD này ok nhé đây để mua vùng nổ cái nền này nắm giữ thôi hoa sen nhé hoa sen thì cũng ok nhé khối lượng nó kiệt như thế này ở trong vùng tích lũy thì cũng là ok nó chỉ cần bùng nổ là nó sẽ chạy thốc lên phía trên này thôi Ví nhé FCN nhé FCN này đây là trong cái vùng nền của nó khối lượng có sự kiệt rồi đúng không ạ các cái phiên rút này cũng khá là ổn thì có thể vẫn lên được anh chị nhé nắm giữ thôi nhé nắm giữ hoặc là Hình như có trong cái danh sách kiệt uh, vôn đúng không ạ, ok anh chị có thể thăm dò được nhé những cái phiên này có thể thăm dò được. HBC HBC thì bản chất nó là hồi phục anh chị nhân nó còn cái vùng kháng cự rất dày ở trên này, thì này. chúng ta không nên ưu tiên cổ phiếu này. Nhiều cổ phiếu đẹp hơn, đúng không? GDT nhé, GDT thì trong nền nhé, đây, GDT trong nền, các anh chị thấy đây những cái phiên này viết dũ này, đúng không ạ, mua lại này, phiên này mua lại này phiên này nếu mà vượt nền được thì nó rất là đẹp nhưng mà nó nó lại không vượt được nền tăng có 1,8 phần trăm thôi nhé thì cổ phiếu này chúng ta nên quan sát thêm khối lượng thì cũng kiệt rồi nhé khối lượng kiệt rồi thì các anh chị có thể mua những cái phiên test test giảm á mà khối lượng thấp thì chúng ta mua gần cuối phiên thì ok ORS ORS thì trong nền nhé dòng tiền vào nhưng mà giá chưa thăng, chưa 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 có sự tăng giá thì chúng ta nên quan sát thêm nhưng mà nếu các anh chị nắm giữ thì vẫn ok nhé những cổ phiếu như này nắm giữ vẫn được đấy bên này bên đây của trong nền nhé các anh chị thấy đây là một điểm rũ này rũ này phiên này này các anh chị thấy phiên này còn nói lên điều gì ạ, khối lượng rất là thấp đúng không ạ phiên này này nó chính là test lại của phiên này nhé nó test không thủng thì nó vẫn đi lên nó sẽ đi lên thôi nhé các anh chị nắm giữ nếu anh chị đã mua những cổ phiếu những cái phiên test này thì là ok nắm giữ đi lên VCS, VCS đây là điểm mua bùng nổ vượt nền này. Sau đó lại có những nhà đầu tư chốt lời này, đúng không? Xong lại kéo lên này. Xong bản chất đây là một phiên phiên này, này, Là một phiên test anh chị nhé thì test phiên này test thì nó đã thủng nó thủng phiên này rồi. Nhưng mà nó vẫn còn cao hơn rất nhiều so với cái này thì cổ phiếu này thì cơ bản vẫn an toàn anh chị nhé, nắm giữ ok nhé. Đấy, cái này thì trong nền nhé. Trong nền nhé. Khối lượng cũng đang có sự giảm dần thì các chị nắm giữ thôi. DVG nhé DVG thì cũng kinh dưới thì bỏ qua Đấy, hoa phát này hoa phát đúng không phát về lên cho nó đúng chuẩn đi đây hoa phát thì uh, trong nền nhé nó vẫn là của trong nền thì cái chỉ thấy khối lượng nó cũng có sự đấy nhé đoạn này là khối lượng kiệt này trong đây khối lượng có sự gia tăng này nhưng mà chúng ta thấy rằng là của cái phát này khối lượng nó vẫn chưa thực sự kiệt lắm đâu các chị thấy là nếu nó kiệt mà nó tích lũy thêm ở phía trên này này thì sẽ đẹp hơn nhiều. Nó sẽ đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên là nếu cổ phiếu này nếu anh chị đang nắm giữ thì nó cũng là khá là an toàn. Khá là an toàn nhưng mà để nó lên được thì cần phải cho nó kiệt vốn thêm và nó chạy. Và sẽ cần những cái phiên bùng nổ dữ dội. NT2, NT2 thì vẫn là cổ phiếu hồi phục anh chị nhé nó còn vùng kháng cự dày ở trên này này. Bích nhá, trong mấy cổ phiếu nhóm bảo hiểm thì này là cổ phiếu khó chơi nhất đúng không ạ rất là khó chơi mít nó đẹp hơn nhiều các anh chị thấy này đây là một đợt rũ này test này kéo lên này breakout out này lại bán quay lại này đúng không bán quay lại rất là mạnh luôn rũ này rũ xong lại kéo lên này đúng không ạ đấy các anh chị thấy phiên những phiên như này khối lượng rất là lớn như này là cũng là khó hiểu này tự nhiên là có những cây khối lượng như này rất là khó hiểu đúng không ạ khó chơi hơn các cổ phiếu khác anh chị nhé có chưa hơn các cổ phiếu mà bảo hiểm khác GSG là cổ phiếu trong nền nhé anh chị nhé hôm trước có chia sẻ với anh chị các cái điểm rũ này kiệt vôn -bon này nhé cổ phiếu này nắm giữ thì an toàn nhé DPDR thì là kênh dưới rồi xu hướng xuống, xuống rồi thì bỏ qua đi NRC này cũng xu hướng xuống bỏ qua nhé kênh dưới VNA là cổ phiếu trong nền anh chị nhé đây là một cái phiên test này những cái phiên này là phiên bản ra này phiên này phiên test lại tốt này phiên này test test ở đây thì khối lượng có cái sự gia tăng một chút xíu nhưng mà nó vẫn giảm có 0,2 thôi thì nó cũng vẫn là tích cực cái gì nhé thì nắm giữ ok PLX thì là cổ phiếu hồi phục ở phía dưới chúng ta sẽ không ưu tiên và các cổ phiếu khác mặc dù vậy có thể thấy rằng cổ phiếu này nó cũng khá là kiệt vô đấy chị nhé kiệt khối lượng này, này rất là thấp rồi à? ưu tiên thì không nên ưu tiên cổ phiếu này bằng các cổ phiếu khác nên là thì trong nền nhé trong nền nhé khối lượng thì chưa kiệt lắm đâu nhưng mà nó an toàn gcm này đúng không ạ trong nền nhé trong đề của cái trong nền khối lượng đang có sự giảm dần rồi nhé anh chị nhé rút chân lên phiên mùng một tháng 10, rút chân lên như này thì khả năng nó vẫn chạy được lc lc thì vẫn chạy đúng không các anh chị thấy từ từ nền của nó ở ngày từ tháng 7 đúng không 28 7 này nó chạy như điên nó cứ trên 10 thôi chả suy nghĩ gì cả đúng không ạ bảo Việt bảo Việt thì vẫn đang gặp cái vùng hỗ uh, trợ cũ anh chị nhé và nó đang tích lũy lại nhé Nếu mà nó kiệt vốn hơn thì chúng ta sẽ thăm dò ở phía này sẽ ok nhé Đấy, Long Hậu ở trong nền nhé cũng khối lượng cũng rất là kiệt rồi như này là cái gì rút chân lên này đều như rút chân lên hết nhé nó khá là tích cực đấy Rằng mấy cổ phiếu này khá tích cực đấy VC3 nó là dạng bóp cung rồi, các anh chị thấy là khối lượng nó cứ bằng chẳng chặn như này chúng ta sẽ không ưu tiên tham gia nhé. Các đặc điểm về giá và khối lượng của nó nó là dạng bóp cung. À, VP nhé, VP thì thấy là nó vẫn trong nền nhưng nó cũng nó có những cái gọi là mức độ bóp cung nhất định nhé, chỉ nhận không ưu tiên. Công trình Viettel thì trong nền nhé, trong nền thôi. Khối lượng kiệt dần hơn rồi đây này, này, đúng không? Các anh chị thấy đấy Những cái phiên như này giúp bảo này Đúng rồi, xong rồi lại dũ này kéo lên này test lại này ở phía này test không được tốt tốt rồi này đấy thì cổ phiếu này có thể quan sát nên quan sát thêm nhé ddg nó là một cái diện cũng là bóc cung nhé cũng không, không thích cổ phiếu này lắm mấy Vinamilk nhé Vinamilk thì nó là cổ phiếu hồi phục ở phía dưới đúng không ạ có những phiên bùng nổ lên xong lại bán ra thì Nên ưu tiên của phiếu này. Kênh dưới nhé Bóc cùng nhé VJC VJC thì anh chị thấy là nó có một cái nhịp trước của nó mới chen trước của nó được có 14% thôi. Thì nó quá ít chúng ta sẽ không ưu tiên, chúng ta sẽ thích những cái cổ phiếu nào mà có cái chen trước nó phải rõ nét và nó có cái lợi nhuận tốt. Thì khi những cái chen trước mà nó có lợi nhuận tốt á thì nó sẽ chứng tỏ là cái dòng tiền của nhà đầu tư lớn trong đấy nó tốt. Đúng không? Thì nó sẽ có cơ hội để nó chạy tiếp cái cái giai đoạn hai tốt như này không đi tiên DLH DLH thì ok thôi dòng tiền vẫn đang ở đây thì các chị cứ nắm giữ thôi đẹp nhé vẫn đẹp SGT nhé SGT trong nền trong nền khối lượng kiệt dần rồi như này là ổn đấy nhá vẫn chạy được anh chị nhé tiếp tục là cổ phiếu TTN này TTN này thì nó vẫn là cổ phiếu nó cổ phiếu đi lên xuống lên nó. Tuy nhiên là cổ phiếu này nó khá là lạc anh chị nhé nó khá là lạc nó không, không ưu tiên lắm nhé. Nó là thứ nhất là upcom, thứ hai nó là lỏng, đã là, này này là một diện bóc cung nhé, hoặc là nó một cái diện mà rất là khó. Nhìn đây chúng ta rất là khó để để chúng ta đọc và và dự đoán xu hướng của nó. gần như đây nó, anh chị nhìn này, nó mới IPO thôi nhưng mà như này chúng ta sẽ không mua được, chịu không thể nhận định được. Đấy. VNH thì đây là một cái nhịp này nó chạy này nó tích lũy lại này kiệt vô nhé đây là đầu cơ thôi anh chị nhé bản chất nó là đầu cơ nhưng mà khả năng nếu nó kiệt vô thì nó vẫn có thể chạy được ok anh chị nhé đó là những cái cổ phiếu mà mạnh nhất và trên MA10 thì nếu các chị mà thuộc cổ phiếu các chị mà nằm trong cái nhóm đấy á, thì mình nghĩ là mình cũng đã thấy nó cũng khá ok còn nếu mà không nhằm trong nhóm đấy chứng tỏ nó đang yếu hơn thị trường hoặc là có thể nằm trong nhóm kiệt vô đúng không ạ hoặc là nó nằm trong cái nhóm cổ phiếu không ổn cho lắm. nhớ thì anh chị có cái câu hỏi nào thì cái comment dưới của cái video ấy, thì mình sẽ giải đáp bổ sung. OK à, cảm ơn các anh chị chúc các anh chị à, cuối tuần vui vẻ. Hôm nay thứ bảy rồi. Hôm qua mình có việc với lại có lớp dạy các anh chị cái khóa ba nên là cũng không làm video ngày hôm qua được. thì à, hôm nay thứ bảy mới làm video được. OK à, cảm ơn các anh chị chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ. À, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.